Chương 13: Chơi với các con số vì lợi ích công việc. Bạn sẽ làm gì khi người bảo trợ trực tiếp trưởng thành và không cần bạn nữa? Xem lại bài học trên chiếc khăn ăn số 9 chương 10. Bây giờ bạn có thể tự do đi bảo trợ và hỗ trợ nhánh mới. Nhánh nghĩa là khi tổ chức của người mà bạn bảo trợ đã có ít nhất 3 tầng sâu. Thay vì tự hỏi tôi nên chọn ai là người kế tiếp được bảo trợ, bây giờ bạn cần quyết định một việc. Trong tất cả những người bạn gặp khi hỗ trợ 5 nhà phân phối nghiêm túc của bạn đào sâu, bạn nên xác định xem ai là người có cơ hội nghỉ hưu sớm. Điều thú vị là bạn có thể lựa chọn người khác để trao cho họ cơ hội này. Một khi đã thật sự hiểu và tin tưởng, bạn sẽ nhận thấy rằng mình có quyền lực đối với người khác. Bây giờ bạn đã có 5 nhà phân phối nghiêm túc ở tầng thứ nhất. Sự khác nhau giữa 5 và 6 tất nhiên chỉ là một đơn vị. Hãy tiếp tục viết ra các tầng ở phía dưới. 6 lần 6 36, 5 lần 5 25, 36 nhiều hơn 2 năm 11 đơn vị. Làm như vậy thêm một lần nữa sẽ là 216 và 125. Sự khác biệt lúc này là 91 đơn vị. Lúc này bài thuyết trình của bạn sẽ giống như hình bên. Với tất cả những cái chương trình có nhánh thì từ tầng thứ 5 bạn có thể kiếm được khá nhiều tiền rồi. Còn các chương trình không tách nhánh thì sẽ được trả đến 7 tầng. Hãy tiếp tục nhân 5 xuống dưới cho đến 7 tầng. Bài thuyết trình của bạn lúc này sẽ giống như hình kế tiếp. Bài học này đơn giản vậy thôi. Lưu ý rằng sau 125 ở tầng thứ 3, các con số lẻ phía sau luôn phiên giữa 125 và 625. Điều này cứ tiếp tục bất kể bạn xuống bao nhiêu tầng. Cho nên bạn chỉ cần nhớ 3, 15, 78. Lúc này bạn có thể để cho đối tác của mình hoàn toàn tất phần còn lại. Nói cách khác, nhân 216 với 6, kết quả là 1296. Trừ đi 625, sự khác biệt sẽ là 671 đơn vị. Tiếp tục quá trình này cho đến tầng thứ 7, họ sẽ thực sự ấn tượng. Nếu bạn để cho họ tự làm, họ hỏi, bạn đoán xem, đến tầng thứ 7 thì kết quả sẽ như thế nào? Hãy để họ đoán, hầu hết mọi người đều không thể đoán được con số gần đúng. Sự khác biệt ở tầng thứ 7 là 200.000, chính xác là 201.811. Bài thuyết trình của bạn sẽ giống như hình kế tiếp. Rõ ràng là 201.811 là sự khác biệt đáng kể. Bạn nên nhắc nhà phân phối của mình rằng, một khi họ hiểu được điều này, họ sẽ hiểu vì sao đào sâu là rất quan trọng. Tại sao bạn phải quan tâm đến việc bảo trợ nhiều tuyến ngang? Bạn đâu có thể làm việc với tất cả bọn họ. Bên cạnh đó, bạn bảo trợ quá nhiều tuyến ngang, tức là bạn đang chơi trò chơi cộng vào rồi trừ ra. Tôi thích trò chơi nhân lên nhiều hơn, hay còn gọi là tiếp thị mạng lưới. Tất cả những việc bạn cần làm khi tham gia trò chơi là huấn luyện cho người của bạn 3 tầng sâu. Khi bạn dạy 3 tầng sâu, bạn sẽ có được 5 tầng. Ví dụ, tôi trên là Đăng và tôi bảo trợ Steven. Tôi nói với Ste, một khi người mới bắt đầu, điều quan trọng nhất anh ta cần dạy họ là hãy đảm bảo họ bảo trợ người mới. Hãy nhanh chóng đào sâu 3 tầng, càng nhanh càng tốt. Ngay trước khi họ hỏi hiểu được điều này, thì bài học trên chiếc khăn ăn số 9 đã phát huy tác dụng tạo động lực cho họ. Ste là một học trò giỏi. Khi anh ta bảo trợ Pam, anh ta giúp Pam và hỗ trợ tuyến dưới của anh ấy để anh ấy có thể đạt được 3 tầng sâu. Đây sẽ là biến thể của bài học trên chiếc khăn ăn số 2 và sẽ trông như biểu đồ tiếp theo dưới đây. Bây giờ hãy đếm những tầng sâu. Bạn có 5 tầng bên dưới. Bạn dạy Steve cách bảo trợ, anh ta có 3 tầng bên dưới. Steve dạy cách anh bạn dạy cho anh ấy, bạn sẽ càng xuống sâu hơn. Bây giờ bạn hiểu vì sao các giáo viên làm giỏi hơn trong tiếp thị mạng lưới rồi chứ? Hầu hết những người bán hàng khi bắt đầu xây dựng tổ chức đều nghĩ rằng đây là một tổ chức bảo trợ, nên họ liên tục hỏi bảo trợ, bảo trợ, bảo trợ. Đúng ra đây là ngành kinh doanh bảo trợ và dạy. Bảo trợ và dạy, bảo trợ và dạy. Bạn không bao giờ thành công trong tiếp thị mạng lưới nếu bạn không biết cách huấn luyện người khác thành công. Nếu bạn tiếp tục bài thuyết trình về sự khác nhau giữa 5 và 6, đến tầng thứ 4 sẽ là 1296 trừ đi 625 và hiệu số sẽ là 671. Tổng cộng sự khác biệt 4 tầng đầu tiên sẽ là 774. Tổng số nhà phân phối của bạn ở bên trái là 780 và ở bên phải sẽ là 1554. Bài thuyết trình của bạn sẽ trông giống như hình kế tiếp. Lúc này bạn còn lại một mình, nhân 780 hoặc 1540 với 10 khách hàng bạn bè, cộng số khách hàng bạn bè với số khách hàng nhà phân phối, rồi nhân tổng số này với 30 đô la mỗi tháng và nhân kết quả với 12 tháng. Tôi còn chưa nói đến những người mua xỉ của bạn. Bây giờ bạn có thể làm thế nào để có thể nghỉ hưu 1 đến 3 năm chưa? Bạn không thể làm điều này nếu chỉ bảo trợ ngang mà không đào sâu. Bài học này là phần tiếp theo của bài học trên chiếc khăn ăn số 1.